Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay mình cực kỳ háo hức khi sẽ giới thiệu cho các bạn một những thông tin cực kỳ nóng hổi Clash of Clans mà mới chỉ có ít phút trước thôi thì Supercell đã tung ra. Và chúng ta hãy cùng đón nhận new Super Troop siêu lính mới. Yeah! Xin chào tất cả các bạn. Hai Super Troop mới đã đến với những ngôi làng của chúng ta rồi và đã có mặt trong quân đội. Thưa các thủ lĩnh, giống như những Super Troop khác thì những cái Super Troop này nó có sức mạnh bản mạnh mẽ hơn đến từ những cái con lính bình thường, và nó có thời gian nâng cấp ngắn hạn của Super Troop ở trong cái tòa nhà Super Troop bên cạnh cái lều thợ xây thương gia. Vậy thì Super Troop này nó sẽ có thêm những cái tính năng đặc biệt và nó sẽ giúp các bạn có thêm những cái combo, những cái cách đánh, những chiến thuật đánh mới và cực kỳ điên cuồng. Vậy thì ở trong bản update này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Inferno Dragon và Super Wish. Yeah. Về Inferno Dragon là một siêu lính của Baby Dragon. Nó kết hợp cái Inferno Tower của nó ở phía sau. Đấy, là nó đeo cái túi bằng xịt như kiểu là Inferno ấy. Và nó giống như kiểu cái tia của một cái chế độ Inferno single một tia đó các bạn. Và cái Inferno của nó ở phía sau nó tăng lên cái đam trong những cái cú bắn lên tới 1600 đam sát thương mỗi giây. Wow. Và nó sẽ đốt cháy những cái hệ thống phòng thủ của quân địch đấy. Còn về Super Quick thì là một đơn vị lính mới Super Troop nữa được thêm vào trong hàng lính. Và những con Wish này nó sẽ cho ra con Skeleton xương. Wow, một con lính con kết hợp giữa những con Bass, con rơi đấy. Và Super Quick này nó chỉ có duy nhất một thứ thôi, đó chính là Big Boy Skeleton. Con Big Boy này là con Single Giant đấy các bạn, con xương khổng lồ. Và nó có hit point như kiểu là Super Giant. Kinh khủng khiếp chưa các bạn ạ? Và bây giờ thì Super Wish nó sẽ có đam sát thương mỗi giây là 360. Và nó có ui, mắc đam Wish với cả là Super Upgrade. Ghê chưa? Về cái thông số kỹ thuật của Inferno Dragon thì nó là một loại lính bay. Và Housing Space nó chiếm tới 15 slot. Và nó có cái range là 4 ô các bạn nha. Khả năng đặc biệt của nó là đốt cháy với những cái đam ở trong thời gian lớn. Bên cạnh đó thì về cái chi phí nâng cấp thì đam sát thương mỗi giây là từ 80 đến 1600, bởi vì nó đốt từ đến đi, nó cao nhất là 1600 anh em, giống như kiểu cây Inferno một tia. Về máu là 2100, chi phí đẻ là hết 16,5000 elixir và tiên dược thôi, và đẻ trong thời gian 2 phút và 15 giây. Về Super Wish thì nó là một đơn vị lính bộ và Housing Space nó chiếm tới 40. Vãi cả đạn với các bạn ạ, 40 đấy anh em ạ. Và khả năng của nó là đưa ra con Big Boy, đó chính là Giant Skeleton, và con xương khổng lồ. Rồi chi phí nâng cấp hết 60.000 dầu đen, đam sát thương mỗi giây là 3600, máu là 3200, đẻ hết 915 dầu đen và đẻ trong 10 phút. Còn Big Boy đấy chính là đam sát thương mỗi giây là 3350, máu 4100 và chỉ có duy nhất số lượng là 1 thôi. Đây là đơn vị hình ảnh cũng như là Super Troop mới của chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ còn một cái hé lộ cuối cùng cho bản update này nữa. Và hãy bấm vào nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào của Clash of Clans. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh phê lòi của Super Wish và Baby Dragon các bạn ơi. Let's go. Cái này có sẵn ở trong cái tin tức của chúng ta đây. Super Troop mới đây anh em ơi, Super Wish và Inferno Dragon. Hãy nhìn thấy xem Super Wish tấn công mạnh mẽ, thêm vào đó nó có a Big Boy Giant Skeleton. Vâng, đến từ những anh hùng dũng mãnh tấn công và sự nỗi khiếp đảm cho tất cả những đơn vị lính khác đấy. Và nó đấm cực kỳ điên cuồng.
Rồi, bây giờ là Inferno Dragon. Với quả Inferno trường như kiểu là Inferno một tia, và nó đốt hết bằng sạch tất cả những cái xung quanh. Vâng, nó càng gây ra sát thương lớn về theo thời gian. Nó đốt sạch tất cả mọi thứ. Vâng, solo không em? Đấy, và bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển sang chỗ chơi với cả là Super Quid ở trong cái chơi thử này các bạn nha. Thì tấn công mỗi bên và nó sẽ đẻ ra được con Skeleton Big Boy này. Các bạn nghĩ sao về những cú đấm, những cú đấm của con xương khổng lồ này? Và mỗi wish chỉ đẻ đúng duy nhất một em thôi các bạn nhé. Và slot của wish nó chiếm tới là 40 slot, cực kỳ tốn chỗ luôn. Rồi, vâng, pha thả này hơi xịt. Vâng, chết mất một em wish đến nơi rồi. Nhưng mà hãy nhìn những cú đấm, cái đam của con xương với cả là em wish khi được cuồng nộ nó lên. Và các bạn thử suy nghĩ xem, kết hợp với cách combo đánh này, em wish bây giờ nó đặc biệt nó triệu hồi con xương khổng lồ khác hoàn toàn so với con triệu hồi rơi ở bên làng bóng tối, hoặc là triệu hồi những con xương nhỏ đến từ làng bình thường, làng chính của chúng ta. Và đây chính là cái điểm mới mà Supercell đưa ra để cho nó hoàn toàn khác biệt. Và chắc hẳn anh em khá là bất ngờ khi được Supercell tung ra. Cái này hoàn toàn trái với tất cả những gì mà chúng ta tưởng tượng, phải không? Và đúng là Supercell họ vẫn luôn đưa ra những cái ý tưởng, những cái bản update cực kỳ tuyệt vời. Và nó hàm hài lòng rất nhiều đối tượng người chơi. Không chỉ là những người mới chơi mà còn những người chơi lâu rồi họ cũng thấy thoải mái nữa. Và các bạn thử sáng tạo ra những cái combo với đơn vị Super Wish mới này xem sao. Cách kết hợp thì mình nghĩ nó sẽ vẫn đi theo với cả là Giant, hoặc là cũng chơi theo kiểu Bowler thôi. Đấy, đấy là những combo mà mình nghĩ. Còn anh em nghĩ được combo như thế nào thì hãy comment ý kiến của các bạn ở phần bình luận phía dưới, cũng như cảm nhận của các bạn về hình ảnh em Super Wish này như thế nào. Vâng, đồ họa cực kỳ chất chơi và những em xương khổng lồ này nó hoàn toàn khác với con xương khổng lồ mà chúng ta đã từng biết nha anh em nha. Vâng, Supercell luôn làm mới mọi thứ luôn. Và như vậy là trong cái quả tấn công ngôi làng Town 12 này thì vâng, đội quân này nó sẽ chơi ngang phèo luôn. Vâng, 3 đánh 2, 4 đánh 2 chứ. 3 xương với cả là 1 wish. Và các bạn có thể thấy là lượng máu của wish bây giờ nó khủng hơn rất nhiều so với con wish bình thường rồi đúng không? Tuyệt vời anh em nhá. Quá phê luôn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu tới với tấn công của Inferno Dragon. Và các bạn hãy nhìn xem, những công trình mà có lượng máu ít thì nó sẽ đốt một chút xíu thôi. Và cái việc mà nó tăng lên tới 1600 đam thì nó phải ở những công trình mà có lượng máu phải cực kỳ to các bạn nha. Đấy, và như vậy là chơi Inferno không được rồi, nhưng mà hai con thì sẽ đốt được. Các bạn nghĩ thế nào về nếu như cho cái Inferno Dragon này nó đi tấn công, chơi cái combo super và chơi full super Inferno Dragon, chắc chắn nó sẽ là một điều khác biệt. Và anh em thấy chưa, ui rồi, quẩy lên nào các bạn ơi. Vâng, nó đốt đừng có hỏi luôn anh em ạ. Vâng, cực kỳ gắt luôn. Nó sẽ là một mối nguy hiểm, mối khiếp sợ cho những công trình phòng thủ ở trên bản đồ này. Và mình nghĩ Inferno Dragon sẽ là một đội quân gây đột biến. Các bạn nghĩ sao nếu khi mà Inferno Dragon này nó đứng thủ nhà? Nếu anh em mà đi Queen bị con này đốt, chắc chắn là oảng ngay luôn. Bởi vì đam khi nó to lên tới 1600 mà ấy, nó vừa đốt quả cái Eagle cực kỳ chất luôn. Và bây giờ hãy xem một mình em này, vâng, xông thẳng vào khu vực nhà chính nha. Vâng, một mình tao chấp hết, tao Inferno Dragon, không đàn em thằng nào cả, đốt. Anh em thấy chưa, chỉ mất có nửa máu thôi. Vâng, nhà chính Town 12, 5 sao đấy. Đốt cho nhống kèn lên luôn anh em kìa. Vâng, quá bá đạo đến từ đội quân Inferno Dragon này. Anh em thấy không, kinh khủng khiếp luôn. Mấy con Wish đánh cái nhà này có vẻ hơi căng, nhưng mà này, riêng cái đội này vào nó đốt thì thối rồi. Vâng, một mình tao chấp hết. Nó quá khỏe anh em ạ. Bình thường Baby Tiểu Long của chúng ta đã kinh rồi.
Nhưng bây giờ con này thì đúng là Super Chup đột biến, đừng hỏi luôn. Nó quá đột biến luôn. Chiếm có mỗi 10 slot thôi mà. Mà chơi full này thì tới 28 con. Bây giờ chúng ta thử test với những cái thanh niên này nha. Này thì kinh 75 với chúng tôi này. Giờ bạn nghĩ sao? Máu càng trâu thì nó đốt càng phê. Nhưng mà nó chỉ tầm bán kính trong vòng có 4 ô thôi anh em ạ. Vâng anh em đếm đi, nó có 4 ô thôi. Chạy ra cái là nó phải bò lại từ đầu. Khốn khổ thật sự. Nếu mà đi Super Queen ấy bị đốt thì nó sẽ được solo nhanh. Và nếu con này mà thủ nhà thì Super Queen chắc chắn phải dùng bình đóng băng mà đốt thôi. Không đóng băng thì chết với nó. Chắc chắn là chết với nó. Đây này, cho anh em test luôn này. Nay thì Queen 75 này. Rồi. Tức là khi mà con Queen này đi Queen á, bị những công trình phòng thủ của chúng ta nó dụ thì thoải mái Inferno Dragon nó đứng, nó ăn hôi, nó đốt các bạn nha. Còn đây là một mình con này solo thôi. Còn nếu mà đi vào trận thì anh em nhìn thấy nó sẽ thấy sự khác biệt. Quảng ngay Queen 75 là mắc cấp độ cho bản update sắp tới rồi đấy. Và nếu các bạn mà chưa xem những cái video trước về thông tin update thì hãy xem lại trên kênh của mình các bạn nha. Vì có rất nhiều thông tin hay và hấp dẫn cho cái đợt update này đã được mình làm rồi. Và Supercell đã đưa ra hết rồi và mình cũng đã dịch đầy đủ cho các bạn. Này thì Royal Champion nhưng mà đàm con đó nó vẫn to. Đây là đến em thứ 3 rồi. Thứ 3 mới đốt được. Vâng, cũng tương tự như em Queen. Mà phải chơi đồ anh em. Chơi cuồng nộ vào thì nó mới được. Không chơi đồ không xong. Bây giờ test thử với nhà chính cấp 5 của Town 13 thì sẽ như thế nào? Anh em mới chờ xem kết quả nha. Nó có bất ngờ hay không? Nãy chúng ta đã test thử với nhà chính Town 12 rồi đúng không? 5 sao? 13. Vâng, bên nó Inferno nó to hơn đúng không ạ? Máu nó trâu hơn. Ôi, thôi thì gọi thêm thằng em ra nữa thì xong ngay mà. Hai anh em đủ cắn không? Cắn ngay luôn. À, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn hai new super troop, hai siêu lính mới, đó chính là Super Witch với cả là Inferno Dragon. Và ngày mai chúng ta sẽ còn video về update nữa. Thì nếu các bạn nào mà chưa like, share, đăng ký kênh Akari Gaming thì anh bấm vào nút đấy để không bỏ lỡ bất kỳ một cái thông tin nóng hổi nào Clash of Clans các bạn nha. Và mình vẫn hỗ trợ các bạn nạp vé vàng, những gói gem, những gói ưu đãi ở trong cửa hàng với cả chuyển khoản ngân hàng, Momo và thẻ điện thoại luôn anh em nha. Ok, còn những bạn mà đã chuyển tiền cho mình rồi thì ngay bây giờ mình sẽ vào mình mua cho các bạn luôn, chứ bởi vì mình làm cái video update này cho các bạn cực kỳ nhanh chóng luôn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tới nha. Mình đi đây, bye bye.